Hey yo yo, và chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại đối với kênh của mình. Thì mình là Zil Cá đây. Và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái mod khá là hay và rất là đặc biệt nha. Và đây là cái mod mới mình vừa tìm thấy trên mạng. Thì mình đã hôm nay mình bị đau họng nên có gì tiếng mình nó hơi khó nghe xíu thì mọi người thông cảm ha. Ok, thì với cái mod này á thì các bạn sẽ không cần phải xây nhà. Đó. Các bạn có thấy mấy cái block đầy đủ màu và hình thù rất là kỳ lạ ở trong cái túi đồ của mình không? Đấy. Những cái thứ đấy là mod ngày hôm nay. Thì các bạn có thể craft ra tất cả cái thứ này nha, nhưng mình chỉ có thể để tượng trưng cho các bạn hai công thức thôi để mà làm cho các bạn xem. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chế tạo cho các bạn cho các bạn xem trước một số cái block. Với cái mod này thì các bạn khi mà sinh tồn thì các bạn kiếm đủ đồ và các bạn sẽ craft thành cái một số block và sẽ chế tạo ra một cái block ngôi nhà đó. Rồi sau đó các bạn chỉ cần lấy một cái cây này. Đó, cây Instant Diamond One. Và các bạn chỉ cần ấn chuột phải vào thôi. Đó, như vậy là chúng ta đã được một ngôi nhà. Nhưng mà ngôi nhà này là ngôi nhà cho survival bình thường, rất là đơn giản. Chỉ có một số cái này thôi. Thì các bạn, nó có công thức nha. Như cái hình của mình để cho cái hình thu nhỏ của mình đó, thì các bạn có thể nhìn vào và thấy. Đó, ngôi nhà này cũng như là một kiểu ngôi nhà cắm trại mà vào không có lối ra luôn các bạn. Ok, thì xây cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, giờ mình sẽ cho các bạn xem một số cái khác nó phức tạp và nhiều hơn, kiểu như cái này đi. Đây các bạn có thấy cái cục đang lấp lánh hay không? Chúng ta có thể chế tạo từ một số len và một số kim cương, một kim cương thôi. Thì các bạn chỉ cần đặt len vào theo các ô như vậy đó, và các bạn sẽ để một cái kim cương vào chính giữa và sẽ chế tạo ra được một cái instant sky deep block đó. Thì cái này là cái gì, mình sẽ cho các bạn xem ngay. Cái này là cái thứ khá là đặc biệt nha. Chúng ta sẽ thể chọn màu thì random đi. Rồi ok, wow, các bạn có thấy không, trời nó đưa chúng ta lên trên tận không trung luôn các bạn, khá là cao, cách mặt đất khoảng chắc là hơn 100 block. Ê không được, không tới 100 block, chắc cũng cả đó đó. Đó các bạn thấy cao không, nhìn xuống là không thấy cái gì luôn. Thì chúng ta sẽ nhảy xuống. Wow, khá là tuyệt vời. Wow, ok. Thì nơi tiếp đất chính là nước nha các bạn. Đó, nó cho chúng ta nhảy xuống kiểu như cái một cái hồ bơi, hồ kiểu công viên nước vậy các bạn. Ồ, nó thấm tận xuống lòng đất khá là sâu. Và cái mũi tên này thì các bạn khi mà ấn vào thì nó sẽ đưa chúng ta lên trên kia, khỏi cần phải leo thang, chỉ cho mất công. Thang này là cái thang biến đổi màu, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta sẽ lên lại và nhảy thêm một cú tiếp tục nào. Rất là tuyệt vời, ông mặt trời luôn các bạn ơi. Đủ màu luôn. Đó. Rồi giờ chúng ta sẽ đi qua cái nhà của chúng ta. Rồi ok. Xuống nào. Wow, nhìn khá là cao nha các bạn. Ôi, nhìn ghê lắm. Cao lắm, ai mà sợ đồ cao thì chắc là không có thể đi vào đó được rồi. Rồi chúng ta đến với cái Instant Pool Block. Thì cái này các bạn có thể làm ra một cái hồ bơi. Đấy, chúng ta có thể chế tạo từ... À không phải, đây là chúng ta có thể chế tạo từ những cái thứ này nha. Thì các bạn có thể đặt ba cái khối đá phát sáng này vào, một cái xô nước chính giữa và bốn cái phiến đá xung quanh. Và chúng ta sẽ chế tạo được một cái Instant Pool Block. Ok, giờ mình sẽ cho các bạn xem nào. Đấy, một cái hồ bơi. Hồ bơi kiểu như dạng hồ bơi hình vuông. Có một số cái đồ để lên để nhảy nè. Nhưng mà không nhúng được thôi. Nhúng này là té gãy cổ chết luôn các bạn. Hả? Ok. Thì chế tạo một cái hồ bơi khá là đơn giản. Các bạn không cần phải ngồi build từng cái khá là lâu. Với cái này thì các bạn chế tạo ra sẵn rồi, chúng ta sẽ build lại sửa một số thứ ở đây cũng được. Khá là thuận lợi. Ở đây. Đây là cái gì đây? Mình sẽ cho các bạn xem tiếp theo. Thì cái món này khá là mới nên mình vẫn chưa có tìm hiểu kỹ hết. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu. Đến với cái này thì các bạn có thể làm được một cái nông trại. Khi mà các bạn khỏi cần phải xây hoặc trồng từng cái cọng lúa hoặc là cái kiểu. Các bạn chỉ cần đặt ra và ấn vào thôi. Nó sẽ ra cho các bạn một cái nông trại nha.
Như là chưa có thu hoạch được đâu. Họ có cúc đá đi làm vườn cái kiểu. Đó, cái này kiểu như phiên bản cũ rồi. Các bạn không cần phải đặt nước như vậy đâu. Đặt một ô thôi là đủ rồi, đủ để trồng tất cả rồi. Đấy. Đó. Chúng ta có thể trồng lại một cách như vậy nó khá là nhanh. Ô, đây là khoai tây nha các bạn. Ban đầu mình cứ tưởng là lúa nhưng thực chất đây là cái khoai tây. Thì nó tặng cho chúng ta một cái cuốc. Cái cuốc này thì các bạn có thể cuốc đồ và trồng đồ cái thứ. Đó, một ô thôi. Các bạn sẽ tiết kiệm đất được rất là nhiều. Rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ đến với cái tiếp theo là cái cây này các bạn. Cái cây này thì nó rất là đặc biệt ở chỗ là bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể chọn một số cái cây. Giờ mình chọn thử một cái cây single đi. Wow, ghê chưa các bạn, thấy ghê chưa? Cái thằng cây này là khoảng 1, 2, 3, 4 block. 4 block gỗ vào bên trong này là rỗng. Các bạn có thể leo lên bất cứ khi nào. À, ở đây còn cái mod này còn có một cái có một cái đuốc khá là khổng lồ. Đây mình sẽ đặt cho các bạn xem. Đấy. Và bây giờ cho các bạn xem cái đuốc bình thường. Wow, tụi nó khác nhau rất là xa luôn. Và hình như cái đuốc này công dụng của nó là gì mình cũng quên mất rồi. Ok. Đó, các bạn có thể thấy là giờ mình sẽ đo nè. Cây này có 2 à. Cây này cỡ 4, cấp 4 là cái đuốc thường. À, mình hiểu rồi nha các bạn. Cái đuốc này á, thì mà khi mà các bạn giờ mình sẽ vào một cái chỗ nào đó mà không có ánh sáng đi. Kiểu như hang động gì cái thứ đi. Đây, đây. Cái đuốc này nó sẽ thắp sáng hết tất cả ở chỗ này. Đó. Khá là hay, một cái kiểu như là một cái mod này nó khá là hữu dụng. Ở trong cái việc mà các bạn sinh tồn á, các bạn chỉ cần chế ra cái đuốc này thôi. Nó sẽ cấm tất cả cái chỗ nào mà các bạn bị thiếu ánh sáng. Đấy, nó cấm hết tất cả cái chỗ này luôn các bạn. Đó, trời ơi, quá là ghê luôn. Bây giờ mình sẽ lên cái cây xem. Tí nữa mình sẽ quay lại review cái đuốc này. Đó, như vậy là chúng ta khỏi cần phải cắm đuốc chi cho mệt. Đấy. Trên đây các bạn có thể xây nhà cái thứ. Wow. Oh my. Kiểu như một khu vườn cổ tích vậy đó các bạn. Trời ơi, ghê thiệt. À, bây giờ mình sẽ spawn lại cho các bạn xem chọn một số cái cây khác như thế nào ha. Giờ mình sẽ chọn cây ớt đi. Đấy. Cái gỗ này thì nó cũng như vậy thôi. Ôi nhưng mà nó thấp quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lựa một cái cây nào đó nó cao hơn đi. Cho nó xịn xịn xíu. Wow. Ok và theo như mình biết là cái cây này là cái cây bự nhất rồi. Oh my god. Nó lòi cái cục gì ra kìa. Ghê quá. Giờ mình sẽ vào bên đây xem. Đặt cái đuốc này và pop. Đây, phát sáng tất cả luôn. Khỏi cần phải đi vào cắm đuốc từng cây. Giờ mình lên xem cây này nó có giống mấy cái cây kia không. Wow. Cây này lá nó khá là nhiều màu các bạn ơi, tùm lum hết. À mình có một cái ý tưởng rất là hay nha. Bây giờ mình sẽ rương đồ của mình đây và mình sẽ trồng một cái nhà. Đó, mình sẽ để ở đây và mình sẽ xây nhà ở bên trong cái thang cây luôn. Wow. Tuyệt vời ở mặt trời luôn các bạn ơi. Còn gì bằng nữa. Ngôi nhà trên thân cây khổng lồ. Một ý tưởng khá là hay. Một ý tưởng khá là mới mẻ. Đấy. Chúng ta lấy gì đây? Các bạn có thể phá nhà của các bạn bằng cách ấn vào cái đó nha. Hồi lúc nãy giờ mình mới tìm hiểu ra luôn á. Thì ra đây là cái cục mà khi mà các bạn cho có thể cho đằng nước được. Các bạn nhớ nhớ là lắp lại nha. Nếu không mà các bạn sẽ ấn vào và sẽ bị mắc ngôi nhà. Rất là tiếc. Giờ mình sẽ để cái len này, tuyết gì đó. Đó. Để tuyết lại đi. Đó, để như vậy đi nó sẽ không có bị. Ồ, rất là đẹp. Ngôi nhà trên thân cây. Đó, cây cổ thụ, cây này thuộc về cây cổ thụ rồi, rất là bự. Để mình xem một số cái cây còn lại coi nó có cái gì khác biệt hơn so với mấy cái cây này không. Mình thấy là cái cây này nó khá là khủng ở thời gian hiện tại đây. Còn cây gì nữa đây? Brick, Brick tree. Cũng vậy thôi. Ok như vậy. À, một số cái cây này nó có một cái số đặc điểm khác thôi các bạn. Cây này thì nó phân ra một số cái nhánh. Cây này thì quá trời nhiều lá luôn. Lá khá là rậm rạp. Ok, giờ chúng ta đến với những cái thứ còn lại trong ngày hôm nay.
Mình sẽ bỏ mấy cái này vào. Right. Cái đầu step đây là cái gì đây? Instant Status Block. Name là Geocard. Đó. Ok, chế tạo ra. Cái gì đây? What? Kiểu như cái này nó không có hoạt động các bạn ơi. Ok. Hoặc là mình vẫn chưa đạt tới cái cảnh giới đó. Rồi một số cái cục này thì các bạn phải hiểu một số cái lệnh nữa mới có thể chèn vào đây được. Kiểu như lập trình vậy đó các bạn. Đó, nó hiện ra một số dòng chữ đỏ. Ok, giờ chúng ta sẽ còn lại một số cái block như là nước, rồi lava và một số cái than. Đấy, còn lại bốn cái block này mình chưa thử cho các bạn xem nè. Đây là, theo như mình biết là đây là cái than đổi màu. Đây. Đối với các bạn thôi, khi mà các bạn đặt như vậy đi một cái thôi, rồi các bạn ấn vào và nó sẽ hiện ra cho các bạn một cái thang kiểu như thang máy đó các bạn. Đó, các bạn có thể leo lên trên lên đỉnh luôn. Khi mà các bạn bị tí nữa mình sẽ leo lên rồi mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, cái thang này là ở dưới lòng đất nha, nó giúp chúng ta thoát hiểm khỏi cái lòng đất, bị kẹt dưới lòng đất. Đây, bây giờ mình sẽ bị kiểu như là bị kẹt dưới lòng đất như vậy đi, và mình sẽ không biết đường nào để mà đi ra hết. Đó, kiểu như vậy nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ đặt một cái thang và chỉ cần ấn vào. Và nó sẽ đưa chúng ta lên trên mặt đất, khỏi cần phải loại bộ mất công, khỏi cần phải đi tìm hoặc là đào lên. Nó rất là hay, kiểu như là một cái phương tiện cứu hộ mới ở trong game của mình, game Minecraft. Đây, còn đây là một cái đường ray. Đường ray dài cũng tương tự như cái thang đó thôi các bạn. Đó, các bạn có thể đặt tiếp nè. Đặt tiếp nè, đó, ghê ha, khá là ghê. Đặt tiếp ở đây xem nó có bắt lên không. Wow. Lúc nãy mình vừa thấy cái gì đó. Đây. Bụp. Ok. Rồi chúng ta sẽ đến với một cái block nước. Block nước này khá là đặc biệt đây. Block nước này các bạn ở đây xây nhà nha các bạn. Mình đùa đấy chứ cái block nước này như cái block nước này các bạn cần phải đến chỗ có nước. Đây, giờ mình sẽ lắp cái chỗ này lại xem. Ok. Rồi sẽ để này vào. Kiểu như là nó được tạo ra một số cái nước mới. Chả hiểu luôn như tại sao là đặt xuống nước và ấn vào và nó sẽ ra nước. cái điều này mới là bất ngờ đấy các bạn. Mình sẽ đặt lava vào đây và ấn cái bụp. Và nó sẽ biến thành cái này. Thì với lava này thì các bạn có thể bây giờ mình sẽ tạo ra một cái hố lava khá là nhanh, khỏi cần phải đi mà chỉnh chế độ sáng tạo rồi đặt. Kiểu như các bạn xây cái bẫy xong rồi thì các bạn đặt cái lava này vào và bụp. Đấy, nó sẽ cho chúng ta một cái hồ lava khá là đẹp. Để xem mình đặt bên ngoài xem nó có chạy hết cái khu này không. Không được nha các bạn. Các bạn cần phải có một cái hố nhất định hoặc là cái chỗ đựng lava cao hơn lava một block. Đây. Đó. Bụp. Đấy, chỉ là như vậy thôi. Còn mà những cái thứ khác là các bạn sẽ không được. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem ở chỗ này cho nó cao lên xem được coi có nó như thế nào đây. Cao lên 2 block. Rồi đấy. Như vậy là ok nha. Giờ chúng ta sẽ đặt ở đây và bụp. Wow. Rồi mình sẽ đặt ở đây một cái luôn. Không biết nó có thành công hay không. Không. Và chúng ta sẽ đặt ở đây. Wow, như vậy là nó sẽ đẩy lava lên thêm một tầng nữa. Đó, khá là thú vị. Còn một cái thứ cuối cùng mình muốn cho các bạn xem đó chính là cái kính này. Đây. Cái kính này thì công dụng nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ tìm cho các bạn một cái dòng sông hoặc là một cái đại dương nào đó. Đây. Đây là một cái dòng sông đi. Ví dụ thôi, ví dụ là các bạn đã bị kẹt ở dưới đại dương và không có đường lên được á. Khi mà các bạn lặn tìm cái thứ gì đó thì các bạn chỉ cần ấn vào, đó nó sẽ tạo ra một cái lồng kiến cho chúng ta, giúp chúng ta không có bị chết đuối dưới nước và tránh được một số cái con vật ở dưới nước như giám hộ hoặc là một số cái con gì đó. Đó, rất là hữu dụng. Cái nhà này các bạn hãy đặt dưới nước nha, để xem nó như thế nào, mình vẫn chưa có dám thử. Wow, ui nước tràn bờ đê luôn rồi các bạn ơi. Đấy.
Ok, bây giờ mình sẽ kiếm một số con cừu rồi con gì đó, mình sẽ đặt mấy cái thứ này xem nó có bị gì chết hay không. Boom. Wow. Boom. Oh. Rồi mất xác luôn. Oh, nó vẫn bị kẹt nè các bạn, nó vẫn không chết, khá là thú vị. Ok, như vậy là trên đây là video về một số cái mod mà các bạn không cần phải xây nhà, không cần phải build và một số cái tiện lợi ở trong Minecraft. Nếu như các bạn thích thấy video này hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên ấn nút chia sẻ hoặc là đăng ký kênh của mình để cập nhật những video mới nhất từ kênh mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.